kiêu ngạo, ganh tị và tham lam là ba đốm lửa, chúng sẽ thiêu cháy tâm hồn mỗi người. Trong đó lòng tham là đốm lửa âm ỉ nhất. Khi mỗi người được nếm hưởng một chút ngọt ngào, ngay sau đó họ sẽ càng hung tợn muốn nhiều hơn thế nữa và đa số họ không sử dụng sự tham lam trong việc hành thiện mà họ chìm sâu vào điều ác để thỏa mãn thú tham lam của mình. Và thực tế lòng tham của nhiều người chẳng bao giờ có đáy. Nếu không biết chế ngự và kiểm soát lòng tham của mình, tất cả sẽ bị rơi xuống đáy vực thẳm sâu. Để phát họa lòng tham của con người, cổ nhân xưa đã để lại rất nhiều câu sấm gian đời. Ăn chó cả lông ăn hồng cả hạt, sống tham, chết thối, uống nước không chừa cặn, tham bát bỏ mâm, ăn một miếng, tiếng để đời. Của mình thì giữ bo bo, của người thì thả cho bỏ nó ăn. Đừng ham nhà ngói cao nền, lăn thân vô đó biết bền hay không. Một tay hai trái khó bưng, muốn bưng trái nọ thì đừng trái kia miếng ăn quá khẩu thành tàn, tham ăn chết tắc, tiếu mang muôn đời. Có một số người, không chiếm lấy điều không thuộc về mình là việc khó nhất trong cả đời họ và có những người họ khuất phục lòng tham, chỉ tìm cách đạt được ước mơ của mình. Người biết đủ là người giàu có hạnh phúc nhất vì không thấy thiếu thốn, người tham lam ích kỷ, hà tiện, keo kiệt dù có nhiều tiền vẫn là người nghèo vì tâm toan tính hại người, lừa người để tranh đoạt. Đúc kết lại, Thành nghĩ rằng nếu tham lam hãy nên tham lam làm việc thiện, tham lam làm những việc thật ý nghĩa để lại cho đời